Bảo mang cái bọn món chút nữa đi. Phải ngà mặc được mặc được kia. Đâu đâu, đâu anh đâu. Anh đây, mặc vàng, vàng, vàng mặc ống luôn kìa. Anh điên. Biết em học chưa thì cái này. Cái đâu? Đấy, mình phải xuống cái lúc mà trời đang mưa. Trời đang gào đấy. Nói gì à? Anh Quyền cứ đợi vào đá chung kết, cuối cùng đã tranh bạc tư. Ô anh lơ quá ngụm kìa. Hôm nay là do bọn chị. Đấy, chiến thuật đấy. Chiến thuật à? Chiến thuật được tranh giải ba tư à? Nặng quá nhở. Anh cái anh kiểu béo quá hay là lòng. Lòng anh dài. Anh Long ơi, anh gái đấy. Vừa đá đập như này không phải tốt đâu. Bên này đá nhiều hơn nhiều hơn. Sao anh hiệp một vừa các anh không cầm được quả bóng à? Chuyền được rồi. Múa đi. Chị ơi, chị ơi làm phiền em vào đấy. Chạy bóng rồi kìa. Đây này. Hóa ra chị là linh vật à? Linh vật. Đội bóng. Dưới sán quân thủ chủ. Đúng không? Một vài quả như thế thì dưới cái sân đường đá hết một cái máy đất đặt chỉ là vô nô. Dung rồi, hay quá em ơi. Thể bắt được. Thể bắt được. Thể bắt được. Yeah.
Nhỏ thế. Cái cây con bé. Anh nó. Con béo nó đã thỏng lúc ba chặn cái gì mà. Trai nghe nhá. Anh ơi. Anh ơi. Ta. Ủa Ôi giời ơi. Anh là gì em? Dung em ấy. Nó là hợp lệ hiểu không? Không dùng bàn tay là được, dùng vai là được. Ra bộ đứa với chồng ấy. Dùng ngực cũng được. Thôi, đứng lùi, thôi. Mọi người đứng lùi xuống. Tránh cái nào? Chị My, mọi người đứng lùi xuống. Chịu nhỉ? Quê đâu á? Chết! Ôi trời! Bố lao ra này. Ừ, trận này không không. Tim mình đá trên cơ. Chị Thu ơi, chị đứng thế máy lia đến là chỉ có thấy như này đấy. Nha, đứng lùi xuống. Đây lia đúng chỗ đi. Chị hãy thỏa mặt ra, tại có điên này, chị hãy thỏa mặt đấy. Không phải có người nhìn thấy mặt chị, chị nhìn thấy mặt chị. Chỗ nào rồi? Chị nói cái gì à, nó lên hết tiếng rồi đấy, nó vang gì. Anh Hải trai thế nhỉ? Không biết anh Hải trai quá. Đấy, kéo. Lắp mô tô với. Chị không thấy à? Thấy cái gì? Chị xuống chị thấy thắng em. Một người tương đi với một người. Một người đi trước, một người đến sau. Hai người đi lại phía sau. Mình biết bao nhiêu không? À thế ạ? Bóc đâu? Xong cái đi hai cái nha. Lâu ngày ngớ nghề quá. Bóc này này. Ngớ nghề. Đi hát xong rồi đến thứ hai lại đi tập gym cân lại. Đi đo đã bệnh lý nền nhiều rồi. Thế bây giờ phải đi nốt buổi cuối trước khi mà gym rủng siết. Em hỏi chị ơi, chị nhậu nốt đi để thứ hai bắt đầu siết chị nhé. Chị Mi ạ, chị nói gì chị ra. Nên chị ngồi. Gửi mail đi. Chết! Ôi! Chết! Ôi!
hay play đi cũng được hai rồi. Vào cái đá đi, ra đá. Điều. Chưa.
Thôi để anh ấy vào đi. Một thằng thằng hạ luôn à. Quay lại kia.
trúng chân luôn. Cuối cùng ngày đó xảy ra à? Đá trúng chân như thế nào? Chị đứng đấy là vào hết hình ấy, rồi về bắt em xóa nhá. Ah!
đây chị được gì rồi đấy. Mình sẽ bảo vệ bộ này. Bye bye.
Đội số gì ơi? Anh ta đang ngồi lùi xuống, anh ta đang ngồi lùi xuống. Nè, đợi đây, anh ngồi lùi xuống.
Đôi em mình ngồi lui xuống đi anh Hiệp ơi. Nhi đứng dậy xem đi. Nhi, Nhi. Lui xuống tí. Đây đây em đang lui xuống đây. Kêu nó. Thế này. Cứ phá lắm ơi. Tầm này cứ phá lắm. 30 phút thôi. Chờ con gái gì. Đúng không? Em chả tập nó đi. Này này này. Nói chồng cùng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.